bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn bài thuốc trị gan nhiễm mỡ cực kỳ hiệu quả với hai loại hạt thông thường mà chúng ta rất hay sử dụng trong chế biến món ăn. Và mình mời các bạn cùng tìm hiểu với mình ạ. Các bạn làm bài thuốc này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình 10g nạc và 50g đậu tương các bạn nhé. Cách phòng và trị gan nhiễm mỡ tốt nhất là duy trì cân nặng hợp lý và giữ cho lượng cholesterol và đường máu của người chúng ta ấy được ở mức bình thường nhé. Hạn chế dùng rượu, bia và những chất kích thích có hại cho gan các bạn ạ. Theo lương y Vũ Quốc Trung, trong đông y có một số bài thuốc có tác dụng trị bệnh tốt đối với bệnh gan nhiễm mỡ nhé, nhất là trong giai đoạn mới xuất hiện ạ. Và với bài thuốc này thì các bạn sẽ, bây giờ mình sẽ đi ngâm cái phần đậu tương vào nhé. Với hai nguyên liệu rất là rẻ tiền và lại tốt, chúng ta có thể sử dụng nó để làm bài thuốc này. Bỏ cái nước này đi để mình ngâm nước khác nhé. Những hạt lổi thì là những hạt sâu bệnh hỏng. Đây không có hạt nào lổi cả. Các bạn chắt bỏ nước này đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước khác vào. Các bạn cho nước ngập thoải mái để khi đậu nó còn lở ra và lạc nó lở ra nhé. Mình sẽ ngâm từ 6 đến 8 tiếng các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Bây giờ mình sẽ ngâm như thế này. Tình trạng gan nhiễm mỡ thì rất là nhiều, bây giờ xảy ra rất là nhiều vì quá trình chúng ta hấp thu các loại thức ăn và đồ uống nhiều dầu mỡ và với cả đồ ngọt nhiều sẽ dẫn đến cái tình trạng đó rất là không có lợi cho sức khỏe ạ. Các bạn, sau khi mình ngâm được 8 giờ các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi bỏ cái nước chua của đậu và của lạc này đi các bạn nhé. Bây giờ các bạn sẽ cho vào cối để mình đem đi mình xay nhé. Với tầng này thì mình sẽ cho 500ml nước, nhưng mình xay mình chỉ cho lượng nước vừa phải. Sau đó thì mình sẽ lọc bỏ phần bã sau. Đây các bạn sẽ xay cho mình nhuyễn nó nhé. Chuẩn bị một cái khăn để mình lọc cái phần này nhé. Khăn xô để chúng ta lọc. Cái phần bã các bạn sẽ bỏ đi cho mình nhé, mình chỉ bắt lấy cái phần nước này thôi. Các bạn cho mình một cái nồi lên bếp và mình cho cái phần nước cốt này vào mình đun nhé. Nước này thì các bạn sẽ đun nhỏ lửa cho mình, tránh tình trạng sẽ bị trào ra ấy, vì sau nó sẽ sủi bọt các bạn ạ. Đấy các bạn, khi nó sôi nhá thì là các bạn sẽ nhỏ lửa cho mình và mình có thể mở vung hoặc hé vung. Mình sẽ đun sôi khoảng 10 phút để mình lấy cái dưỡng chất của nó và để cho cái nước đậu và lạc của mình nó chín các bạn nhé. Hãy giảm bớt lửa đi chứ đừng cho lửa to. Lửa to là hoặc là mình đậy vung lại, đậy vung với nó nhiều lửa nhỏ nhé. Để ý không có là sẽ bị trào đấy ạ.
Khi sôi được 10 phút rồi, các bạn sẽ tắt bếp, đậy bung lại cho mình nguội một lúc nhé. Sôi kỹ và khi nước còn ấm, chúng ta sẽ lấy ra các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cái bát và mình sẽ cho phần nước của đậu lành này ra. Và mùi rất là thơm, mùi của lạc và hành nhé. Các bạn nên uống nước này cho mình, uống vào buổi sáng và buổi chiều nhé, uống lúc còn nóng các bạn ạ, thì sẽ tốt nhé. Lưu ý mọi người hạn chế ăn mỡ động vật và chất nhờn béo nhé, hạn chế sử dụng bia, rượu, thuốc lá, tăng cường ăn rau xanh, đậu. Chú ý các loại hoa quả có vị chua ấy, thì chúng ta cũng có thể ăn ạ. Thì sẽ tốt cho cái bệnh gan nhiễm mỡ các bạn ạ. Theo đông y, vị chua cải thiện được chức năng gan mật, tăng tiết dịch mật, tốt cho tiêu hóa. Cho nên khi chúng ta bị gan nhiễm mỡ thì chúng ta nên bổ sung chế độ dinh dưỡng đồ chua hơn là đồ ngọt các bạn nhé, sẽ an toàn và lành tính ạ. Mình mời các bạn thưởng thức với mình, rất là ngon, tuyệt vời đấy ạ. Như vậy là trên đây mình đã chia sẻ với các bạn là bài thuốc trị gan nhiễm mỡ cực kỳ hiệu quả từ kem hai loại hạt nhé, mà rất quen thuộc của người dân chúng ta. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây ạ, mình ngắt ngải cứu các bạn nhé, rất là nhiều, ngon. Các bạn, đây là cây chè nhé, mình sẽ hái lá chè để chia sẻ về chè. Chè đang ra hoa rất là đẹp như thế này. Cắt vài cái lá chè. Tối tận này, tối tận là, tết bà đưa đi vào đồng này chứ.